Nhà gái giới thiệu trước nha. Xin chào tất cả mọi người đang cùng tham gia chương trình. Xin chào chị Ngọc Lan và xin chào chú Huyền Linh. Thì mình tên là Đào Thanh Việt Phương và hiện tại thì mình 25 tuổi và đang là một MC tự do. MC cho nên là cách giới thiệu rất là chuyên nghiệp. Mời nhà trai. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Hồ Đình Huấn, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh, chuyên bán về nguyên liệu và gia công cho ngành kim hoàn. Là thợ bạc đó ha? Dạ, thợ bạc. Bên đây thợ bạc à nha. Điểm mạnh điểm yếu là gì à, MC xinh đẹp bên kia? Dạ, nếu như nói về điểm mạnh của bản thân em thì em nghĩ em là một người kiên trì và nỗ lực cho những việc mà mình làm, đồng thời cũng rất là tỉ mỉ và ra được những cái kế hoạch khác nhau trong lúc mà mình làm. Còn về điểm yếu thì bản thân em đôi khi hơi cảm xúc trong việc đưa ra quyết định và hơi chần chừ với những cái điều gì đó mới mà mình mới bắt đầu. Người làm nghệ thuật thì trong công việc đôi khi hay bị cảm xúc nó lấn át lắm, nhưng mà không sao, cảm xúc thì thăng hoa thôi. Còn bạn bên kia? Ưu điểm mạnh của em là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em rất là nhiệt tình, thường là mọi người nhờ cái việc gì em cũng hỗ trợ hết mình. Em cũng không có hút thuốc, cũng không có rượu bia, thì tửu lượng em nó rất là yếu. Em uống một cái ly rượu nhỏ thôi là đã muốn xỉn rồi. Em có mấy mối tình rồi? Thật ra là em chưa có mối tình nào cả. Chưa có. Yêu đơn phương thôi. Lúc đó là yêu đơn phương, đó là từ năm cấp 2 em yêu cho tới năm cấp 3 luôn. Yêu vậy đó, không nói gì luôn à? Không, cũng có tỏ tình mấy lần rồi nhưng mà bạn đó không chấp nhận. Lý do gì bạn không chấp nhận, có hỏi không? Có hỏi thì bạn cũng không có trả lời. Ủa vậy tính ra bé này nó rất là quyết liệt trong tình cảm nha mọi người. Người ta từ chối mấy lần rồi nhưng mà bạn ấy vẫn yêu, vẫn đặt cái niềm tin. Chào em. Vậy mới bản lĩnh đàn ông chứ. Rất là quyết liệt trong tình yêu đó. Nhưng mà đến cuối cùng sao mà mình bỏ cuộc vậy? Cuối cùng thì bạn đó quen được bạn trai khác rồi. Đó em cũng bỏ cuộc luôn. Không quen là dám cũng tỏ tình tiếp á. Đúng rồi. Dễ thương quá. Một cậu bé dễ thương thế này ha, có duyên thế này mà không thương không yêu thiệt đúng rồi. Nó nghe nè, bữa nào làm cho chị Lan một cái chiếc nhẫn giống y chang vậy đi. Nhẫn này của chị Lan là nhẫn giả đó em. Bây giờ chị muốn làm cái nhẫn thiệt. Bây giờ mình nhìn mẫu này cái mình làm được không? Dạ được chị. Mẫu này lên máy tính làm được hết chị. À vậy đó. Là máy tính nó sẽ kỹ, nó sẽ tinh sắc xảo hơn so với làm chú tay. Bữa nào chú không có cái vòng tay á. Dạ. Cái vòng làm chú vòng tay giống vậy ha, chú vòng bự bự chút xíu ha. Chú muốn màu nào cũng có làm được. Lắc luôn nha. Dạ. Làm sẵn cái nhẫn với lắc luôn ha. Chú muốn màu nào? Màu vàng đó. Màu vàng phong thủy hả? Phong thủy rồi có đính kim cương rồi lên đó ha. Mới làm cho chú vòng luôn nha. Nếu mà làm cái nhẫn là phải làm cái vòng luôn. Thanh toán là Ngọc Lan thanh toán hết. Thôi chú cứ vừa phải là chú kỳ luôn. Được không? Được không? Dài thanh toán cũng được, miễn miễn có thanh toán được rồi. Có thanh toán là mừng lắm rồi. Dễ thương quá à. Được rồi. Được rồi, thấy nhà trai dễ thương chưa? Tôi lo tôi qua nói chuyện tôi bỏ nhà gái chứ. Nghe vàng vòng cái chạy qua đây liền à. Mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bên kia người ta sợ nè. Nếu như nhắc về mối tình mà em có thì chắc là em xin đọc một vài câu thơ của Nguyễn Thiên Ngân đi. Ừ. Có người mà mình yêu nhưng mà không gần được, có người yêu mình nhưng mà không ừ được. Tính tới thời điểm hiện tại thì em cũng chưa trải qua mối tình chính thức nè. Ừ, có những người mình thích nhưng mà họ lại không có biết cái điều đó. Nhưng mà có những người họ thích mình nhưng mà mình lại không có hợp, cũng ngang trái lắm. Đúng rồi, người ta như... kêu là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo á. Nhà gái đó chưa có mối tình nào, bên đây cũng chưa mối tình nào. Đây là một cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ đó, nghe không? Còn riêng hết. Cho cái tiêu chí tìm người yêu đi. Tiêu chí của em về một bạn nam đó là bạn sẽ điển trai, có thể đeo mắt kính, cao hơn em. Và giọng nói của bạn ấm áp và truyền cảm. Và nếu như bạn biết nấu ăn thì nó sẽ là một lợi thế. Tại vì em cũng rất là thích được ăn ngon và thưởng thức những cái món ăn khác nhau. Bên đây gần như có hết á. Mình đó có nấu ăn được không? Nấu ăn được nhưng chưa chắc ăn được. Em thì nấu ăn không được nhưng mà việc nhà em làm được hết. Ở nhà thường phụ mẹ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà hoặc rửa chén em làm được. Chưa vậy giỏi rồi. Cái mẫu hình lý tưởng có thích một người nào đó không? Giống người nào đó không? Giống hơn ta. Theo em nghĩ thì sẽ là một diễn viên Trung Quốc là Lưu Học Nghĩa. Biết luôn hả? Đẹp trai, đẹp trai. Đẹp trai. Bên đây người ta dễ thương lắm đó. Bây giờ quyết định là đi thích đẹp trai hay thích dễ thương? Em thích đẹp trai ạ, thích đẹp trai ạ. Hôm nay cũng đẹp trai à? Nhưng mà em cũng thích đeo trang sức với lại thay đổi trang sức khác nhau mọi khi đi dựng. Khỏi lo. Trời ơi, đeo đúng từ, bài. Từ chân tới cổ luôn. Rồi giờ tới nhà trai nè, tiêu chí thì sao nè? Tiêu chí của em thì là em cũng không thích một bạn nữ quá đẹp. Vậy là cho em không thích chị đâu đúng không?
thường mấy bạn đẹp em giới không tới. Mình đừng, em đừng có như vậy. Chỉ sợ ta cá tính quá mình khổ thôi. Cá tính quá thì nó khó khăn trong cái sự hòa hợp thôi. Quan trọng là phù hợp với nhau thôi. Rồi gì đừng nữa? Lo vụ đẹp. Ngoài ra em cũng thích mấy bạn gái tóc ngắn ngang vai á. Thường em đi ngoài đường mà nhìn mấy bạn mà tóc ngắn là em để ý hoài. Đây Ngọc Lan có người là gì? Chứ công nhận Ngọc Lan xinh đẹp, dễ thương. Dễ thương lắm chứ bộ. Đúng rồi. Trời ơi. Bây giờ mình hỏi người thân đi, mở rào cho hai người gặp rồi. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay thì em có đi với một chị đồng nghiệp. Em chào tất cả mọi người, em chào chú Huyền Linh, chào chị Lan, chào anh. Theo cái quan sát nhìn ở phía bên đây thì cười vui lắm. Cả ngày cười chắc cũng được ha anh ha? Đúng. Lúc đi học cô lúc nào cũng khen cười tươi, bị cô phạt bắt đứng lên cũng cười. Phương là một cô gái rất là dễ thương. Nhưng mà Phương ở bên trong của Phương á, lại là một người rất là cá tính. Tức là bạn sẽ rất là thích thử thách, thích trải nghiệm những cái thể loại mới. Thì mình có thấy sợ hãi hay là thấy ngại không? Lúc đầu chắc cũng sẽ ngại đó, nhưng mà nếu mà vượt qua được thì mình nghĩ là sẽ chinh phục được đó. Về sẽ thử thách thôi đó, yên tâm. Cảm ơn em gái nhiều. Còn Huấn đi với ai? Dạ, hiện tại thì em đi với ba, nhưng mà ba em không có bận công việc, không có tới kịp chương trình. Rồi không sao, có chú Quyền Linh. Mở rào. Mình có một món quà tặng bạn thôi. Mình cũng có chuẩn bị một món quà, nhưng mà món quà này có lẽ là sau cái phần trò chuyện thì mình mới gửi đến cho bạn. Tại vì nó sẽ có cái ý nghĩa của nó, cho nên là mình đợi thêm một xíu thời gian. Quà này là cái gì nè, chúng ta mở ra cho khán giả biết nè. Quà này là một cái tách sứ thôi, một cái quà nhỏ rồi, hy vọng là bạn sẽ thích nó. Thí dụ mà mình có quen nhau, có hẹn hò với nhau á, thì mình sẽ còn nhiều quà hơn ở phía sau nữa. À, còn cho nên quà là cái quà này chỉ là quà ra mắt trước mắt thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lần hẹn thứ hai là phải khắc tên bạn trong một cái chiếc lắc hay gì đó ha. Dạ. Trong cái chiếc nhẫn hay gì đó. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Bạn chia sẻ trước đi. Khi mà bạn thấy được Phương thì bạn cảm thấy như thế nào? Mình thấy là bạn cười tươi nè, có cái răng khểnh. Mình thích bạn gái có răng khểnh lắm. Cảm ơn bạn. Còn thật ra thì đối với Phương thì Phương mới thấy bạn, thì Phương cảm thấy bạn cũng là một người rất là dễ thương, giống như chú Huyền Linh nói. Và bạn cũng có tặng một cái món quà cũng rất là ý nghĩa trong buổi ngày hôm nay. Cho nên là Phương cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì anh em đi cho nó tình cảm đi. Dạ. Mới đầu còn hơi ngại xíu. Dạ anh em luôn đi, vô anh em luôn nha. Dạ. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho ta, tại vì Phương có chuẩn bị khoảng 100 câu hỏi để hỏi mình á. Thì bạn cứ hỏi đi. Nhưng mà thật ra là nói vui thôi, mình chỉ chuẩn bị vài câu thôi. Nếu như được lựa chọn 3 con vật yêu thích đi thì bạn sẽ yêu thích con vật gì? Mình thích nuôi chó với nuôi mèo. À, nuôi chó với nuôi mèo. Vậy thì hiện tại ở nhà bạn có nuôi con chó hay là một con mèo? Không, nhà mình thì tại vì có em bé đó, cho nên người thân cũng không muốn nuôi chó mèo, sợ bụi lông thú nó bay vô em bé thôi. Phương thì Phương cũng rất là thích nuôi chó. Trước đó thì Phương cũng đã có 3 con chó rồi. Cho nên là có thể sau này chúng ta có thể cùng nhau nuôi chung một con chó thì cũng được. Rồi, hai đứa nuôi 3 con về lo cho chó mèo còn mệt. Rồi hơi đâu, thời gian đâu lo cho nhau nữa. Mỗi lần đi chơi gom mấy đứa nhỏ theo luôn. Sẵn tiện dắt chó mèo đi dạo đi chơi luôn chung luôn chú. Hồi xưa thì mình cũng thích chó mèo lắm, nhưng mà ba mẹ lại không cho, sợ phải dọn dẹp này nọ, nuôi chăm sóc thì hơi cực. Ôi, gặp nhau ta nói chuyện chó mèo không vậy? Vô chuyện tình yêu đi. Mấy đứa đang hẹn hò đó chứ không phải là chương trình là em yêu động vật. Ta có 2 phút mà vô nói chó mèo không ạ? Tiếp theo thì anh hỏi em đi ha. Nãy em nói là em cần một người biết nấu ăn, vậy là em có biết nấu ăn không? Nếu như nói về nấu ăn thì em có thể nấu ăn được. Và cái người mà muốn thử cái món ăn của em cũng là một cái người sẽ rất là chịu chơi á. Tại vì em sẽ sáng tạo từ một cái món ban đầu, nó sẽ ra n cái món khác nhau tùy nguyên liệu có được. Nói chung là ai mà đam mê mạo hiểm á là quen cô này là hợp lắm. Cô này là hay cho những rất là nhiều cái thử thách. Ăn muốn mạo hiểm thì chuẩn bị thuốc sẵn đi. Ừ, đó. Test nhiều lần rồi cho nên là vẫn đảm bảo an toàn, cho nên không sao đâu anh. Rồi giờ hai đứa là hẹn hò nhau sao? Là lần đầu tiên hẹn hò thì hẹn hò ở đâu, có tính chưa? Nếu như được hẹn hò lần đầu tiên thì anh nghĩ là sẽ hẹn ở đâu thì sẽ được? Thật ra thì tình trường của anh nó cũng không có nhiều lắm, cho nên chắc cũng hẹn hò cũng là đi ăn ngoài đường ngoài phố thôi. Sau đó có thể đi ra phố đi bộ, đi dạo vòng vòng ngắm cảnh này nọ. Hiện tại là anh đang ở đâu ta? Hiện tại anh đang ở quận Tân Phú. Có một cái nơi nào anh cảm thấy thú vị ở cái quận Tân Phú của anh không? Cũng không có gì nhiều hết, chỉ có một cái
Ian Mall là hàng Ian Mall mà cái phố ăn thôi. Phố ăn hồi xưa đó là phố ăn 2.000 á. Bây giờ chắc không còn 2.000 nữa đâu. Lên tới 40.000, 50.000 rồi. Dạ, rồi có nghĩa là mình sẽ có thể đi ăn được đúng không anh? Rồi sẽ cũng đi ăn nhiều. Đúng chủ đề. Dạ. Thật ra thì em cũng là một người rất là thích được đi đây đi đó và trải nghiệm những cái điều mới. Cho nên là ví dụ có món ăn nào ngon hoặc là đặc biệt thì cũng có thể cùng nhau đi ăn, cũng sẽ khá là ổn. Em muốn hỏi một câu tiếp theo là không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về tình yêu? Thì anh chỉ là muốn tình yêu đến một cách tự nhiên thôi, chứ không kiểu giống như là nhìn mặt nhau cái em hẹn hỏi với anh không. Thì cái đó trực tiếp quá thì tự nhiên giống như là sẽ có một điều kiện mình nói chuyện với nhau, làm quen với nhau. Rồi lúc đó thì tới phát triển tình cảm từ từ lên. Cảm ơn anh. Nếu như anh có cơ hội thì anh sẽ có lựa chọn chủ động để tấn công em hay không? Hay là anh sẽ đợi tín hiệu từ em thì anh mới có thể chủ động được? Là lần đầu tiên thì chắc là anh sẽ chủ động đó. Nhưng mà có thể lần phía sau đó thì anh chưa biết rõ tính em, có nghĩa chắc là em cũng phải nhát xi nhan cho anh chút xíu. Mà em có thích đi du lịch này nọ không? Em rất là thích đi du lịch. Em đã từng đi rất là nhiều nơi rồi. Là em đi bằng xe khách hay là xe máy? Em đi xe khách cũng có, đi xe máy mà dạng đi phượt cũng có, rồi đi máy bay thì cũng được. Tại vì anh cũng thích đi du lịch, đi đây đó lắm. Hồi xưa cũng có đi xe máy ra tới Phan Thiết luôn, Nha Trang luôn. Kế hoạch kết hôn khoảng khi nào? Anh có suy nghĩ gì về việc kết hôn không anh? Thật ra là anh cũng chưa tính tới chuyện kết hôn đâu. Anh muốn tìm hiểu trước, rồi mình hợp với nhau không thì mình tính đến nhau. Chứ chuyện kết hôn thì bên anh cũng, bên ba gia đình cũng không có yêu cầu quá cao. Để cho hai người tự nhiên làm quen với nhau thôi. Vậy rồi đợi chuyện gì tới cũng tới. Em cũng chưa có nghĩ đến cái việc kết hôn. Tại vì em vẫn còn muốn được tự do và bay nhảy. Thứ nhất là với cái công việc này hiện tại của em đang làm. Và em cũng dự định khoảng tầm 30 tuổi thì mới nghĩ đến cái việc đó. Ủa, năm nay là em bao nhiêu? Năm nay em 25 tuổi. 25, 30 là 5 năm nữa hả? 5 năm nữa rồi. Được không? 5 năm nữa đó, được không? 5 năm nữa cũng được, lúc đó em cũng mới qua 30 xíu thôi. Hợp lý. Bây giờ đó, Huấn bước tới nắm tay bạn gái đi. Rồi nói gì nói, tình cảm của mình dành cho bạn ấy nãy giờ đó. Thật ra là anh không biết là em có bấm nút hay không. Nhưng mà anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, để coi đối phương như thế nào. Để rồi sau đó thì mình có thể tiến tới, nghĩ tới chuyện tương lai. Mà có phần nắm tay nữa anh. Dạ. Yeah. Thật ra thì em cũng sẽ giống anh. Em sẽ không có thích cái gì nó quá vội vàng. Tức nghĩa là có thể xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà mới gặp nhau thôi, cho nên là sẽ chưa nói được gì hết. Nhưng mà em vẫn mong muốn có thêm được một người bạn mới. Nếu như mình đã có cơ hội ở đây để gặp nhau. Còn cái việc bấm nút hay không thì sẽ thông qua cái phần tiếp theo thì mình có thể biết được. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ em có thể gửi anh cái phần quà mà em đã chuẩn bị rồi. Dạ, trong phần quà này thì sẽ có hai bức tranh. Mỗi bức tranh nó sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Em sẽ quyết định gửi cho anh cái bức tranh này. Nhưng mà sau khi đợi kết quả bấm nút xong thì mình hãy mở ra nha. Thì em sẽ chia sẻ rõ hơn về cái ý nghĩa của bức tranh. Dạ. Cảm ơn em nha. Cô này rất là tinh tế nha. Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Và khi mà đã quyết định thì phải có trách nhiệm với quyết định của mình nha hai bạn. 1 2 3 Trong bức tranh này thì em đã vẽ một cái hình ảnh của hai người. Hai người này có sự thấu hiểu với nhau cho nên là mới ra được cái hình ảnh như vậy. Và kế bên thì nó có một cái đóa hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng thì nó sẽ tượng trưng cho một cái tình yêu nhẹ nhàng. Và nó sẽ đến từ từ, sẽ xuất phát từ tình bạn nhiều hơn. Và nó cũng có một cái đoạn thơ của Nguyễn Thiên Ngân. Thì anh có thể đọc thử cái đoạn thơ đó. Người ơi, bây giờ là mùa hạ. Chúng ta đang sống, phút giây không thể quay về. Mình không cần biết ngày mai là một ngày mây đen hay là một ngày nắng mật. Chỉ biết yêu nhau lúc này, chỉ biết rằng như bàn tay cần nắm bàn tay. Nguyễn Thiên Ngân. Rồi, vậy thì hai bàn tay nắm với nhau và hát một bài hát nào đó. Tới chương trình anh cũng có chuẩn bị một bài nho nhỏ dành tặng cho em thôi. Bài Ánh Nắng của anh. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em ngất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi, được rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hãy nắm tay thật chặt, hãy làm những gì mà chúng ta đã nói từ nãy giờ. Hãy yêu nhau và chăm sóc mối tình này để đi đến kết quả tốt đẹp. Xin mời bạn Nam. Xin chào bạn.
Ủa, hẹn hò sao xách cái vỏ bự vậy? Đây là cái vỏ em thường hay đi làm, ba lô em đi làm. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm bên tài chính. Tài chính? Dạ. Nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền. Ờ, không nhiều tiền đâu, ba lô chứa là đem laptop và một số tài liệu. Bạn tên gì là gì? Dạ em tên là Trần Tú Sơn. Bao nhiêu tuổi? 28. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Chào em. Đi thẳng lên em, đi ngang lên, hưởng ngực ra. Tấn công, phòng thủ. À, chào em tên gì? Em tên là Mến, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hả em? Dạ. Nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha? Dạ chưa có. Chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay, Mến trông mong vào điều gì? Điều quan trọng nhất là em có thể tìm được một người bạn trai hợp ý với mình. Dạ, đó, đấy đó là điều quan trọng nhất. Em đến với chương trình dạ. Hôm nay. Bạn nghe bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa? Dễ thương à? Tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Dạ. Yeah. Chung với bạn hình như làm ăn được đó nha. Kinh tế tài chính. Sở thích của bạn là gì? Dạ em là em thường hay thích là đi leo núi. Leo núi? Dạ. Và em thích đi chạy bộ. Chạy bộ tập sức khỏe. Và không thích điều gì? Em không thích là... Em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ? Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không giặt hả? Hay sao? Không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lười, mặc gần hết đồ rồi em mới giặt. Trời ơi, vậy giặt đồ nó thâm kim lên luôn. Mến nè, ở dạ. Bên kia thì thích thể thao, thích leo núi. Nhưng mà thật sự chị nhìn cái phọt của em, chị nghĩ em có leo núi nổi không? Dạ không, em không có thích chơi thể thao chị. Không thích chơi thể thao, dạ. Chứ em thích chơi cái gì? À, em thích đi du lịch cùng bạn bè, cùng người thân. Đi hát, karaoke nữa. Bạn trai bên kia đó, bên đây người ta hát hay lắm đó. Bên đó biết hát không? Những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha. Mà biết hát không bạn? Em thích nghe người ta hát. Thích nghe vậy được rồi. Được rồi, một bên thích nghe, một bên thích hát. Bây giờ nè, chị nhìn thấy Mến rất là dễ thương, rất là duyên dáng, khả ái. Nói chuyện cũng rất là từ tốn, điềm đạm. Mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có? Cũng có thể là do môi trường nữa. Tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái. Rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa. Ít nhưng mà, đồng nghiệp nam. Nhưng mà từ trước tới giờ, trong quá trình từ trước đến giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa? Dạ nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa. Hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà là thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em? Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. À. Và mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này, tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì đẹp trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy, từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị, nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu? Em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính, cũng đừng có hơi thiên về truyền thống một chút. Chứ đừng có đi theo thời đại quá em lại không thích. À. Còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thật ra tình chưa tìm tới em quá. Trong cái lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà. Không lẽ chưa tìm được, 28 tuổi rồi? Dạ thực ra em cũng đã gặp một số người. Nhưng mà sau một lần không hợp, em cảm thấy không hợp là bắt đầu không tìm tới gần nhau được nữa. Có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa? Ngưỡng mộ nghệ sĩ Nhí là Phương Mỹ Chi. À, ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi. Và bây giờ gặp anh, em lại ngưỡng mộ anh. Trời ơi, ngưỡng mộ thôi nha. Ngưỡng mộ quá vậy. Ngưỡng mộ. Thôi, chị thò mặt hỏi em gặp chị, em ngưỡng mộ chị luôn à. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mến nè, thì sau cái lần mà chia tay, lần cuối cùng em gặp người thầy của em, đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại. Dạ. Bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không? Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng có mơ thấy thầy rồi em nghĩ về thầy. Mơ thấy thầy.
thôi, mình đừng nói đến thần tượng nữa, nó hơi xa vời với mình quá đúng không? À, mẫu người đàn ông mà em thích, em tìm kiếm và khi mà em đến với chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông đó như thế nào? À, không có gầy quá, hơi mập mập một xíu thôi, không có mập quá. À, không có bụng phệ. Không có bụng phệ, bên đó có cái bụng phệ không? Có, bụng tôi. Rồi không có nhuộm tóc ạ. Không có nhuộm tóc. Bên đây không có nhuộm luôn. Hay là không có tóc. Thôi còn gì nữa không em? À, về tính cách á, thì là một người chu đáo á, rồi biết quan tâm đến em và gia đình em nữa, rồi biết lắng nghe em nói. Được không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý. Đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy. Em nghĩ em có thể đó, em là đáp ứng được nhu cầu của bạn. Có thể thì tôi xem thử xem có thể hay không. Chào bạn. Chào bạn. Sao chớp dữ vậy anh? Bất ngờ đối với tôi. Hồi nãy bên kia anh lại nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác. Bạn rất là xinh. Nhưng mà rất là đầm thấy rất là đầm thắm và rất là vững chạc. Tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không? Dạ không ạ, em luôn giấu cảm xúc trong lòng. Tại sao em mình yêu người ta biết mình không dám nói? Tại vì em là học trò thôi ạ. Thầy em quá hạnh phúc và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy. Chúc mừng bạn. Rất là dễ thương bạn. Phải nói là ấn tượng. Xin phép em, chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không, rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em. Chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em. Chị sợ anh Quyền Linh ảnh nổ đó. Nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy. Sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời. Giữ của giữ vậy. Trời ơi, cứ ôm cái vỏ hoài à. Biết đâu được, đây là một cái đức tính tốt, giữ của cho gia đình. Đôi lúc mình phải buông cái này ra, nó nhẹ là mình tay mình mới ôm bạn gái đừng chứ cái gì vậy, đeo trên vai vậy rồi sao? Cái vỏ quan trọng hơn bạn gái. Nhưng mà nói chung là một cái vóc dáng rất là văn phòng. Cũng có vẻ thầy giáo lắm. Rất là trí thức, rất là thầy giáo. Nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không. Đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha. Trời ơi, nói chung là như vậy. Theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em. Theo chị nghĩ là rất là phù hợp với em. Anh Linh ơi, mình đừng làm mất thời gian rồi của các bạn đó, anh Linh à. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nói những gì mà chúng ta thích nói. Và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không. Mời chiếc màn kéo lên. Bye bye. Và 2 phút bắt đầu. Em hay thường đi du lịch lắm hả? À, dạ không ạ, đấy là em thích đi du lịch thôi ạ. À, vậy em có thường hay đi du lịch không? Cũng ít ạ. Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá. Cảm ơn anh. Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá. Anh đẹp trai quá. Có một cái hình dáng nào giống như thầy giáo của em không? Cũng giống là có đeo kính á. Kêu anh bỏ cái ba lô xuống coi thử anh bỏ không. Chúng ta còn 1 phút nữa. Nhanh lên. Em thường hay giờ em hay gặp bạn bè không? Hay đi. Có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè. Hết thời gian. Hết giờ. Hai bạn này rất là từ tốn, rất là chậm trễ. Hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 3 giây thôi. Trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Đó, có một cái đây, nút đỏ. Nếu nút các đỏ bạn đây nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Không hẹn hò. Và bây giờ 3 giây bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng em. Tôi cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm. Tại sao lại như vậy hả bạn nữ? Tại em ấn mãi cái nút mới đỏ. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông? Em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ. Chân thành. Bạn nam? Dạ em thấy bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em. Tin chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu và chào đón bạn nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Mời bạn.
rất là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu. Cảm ơn em rất là nhiều, mời em ngồi. Dạ. Em tên gì? Em tên là Mai, hiện tại là 21 tuổi. Em làm sale cho một công ty du lịch. Làm sale cho công ty du lịch, 21 tuổi. Dạ. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh, chào anh. Bạn đang làm nghề gì vậy? À, thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên. Nãy bạn nghe rồi. Dạ vâng ạ. Bạn làm du lịch luôn? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Trời ơi sao phù hợp quá vậy? Phù hợp quá. Dạ em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi. 23 lớn hơn bạn kia 2 tuổi. Dạ. Làm chung nghề và bảnh trai, gọi là bảnh thỏn á. À, Mai nè, em bắt đầu làm cái công việc du lịch này được bao lâu rồi? À, dạ, thường em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị. Tại vì em mới tốt nghiệp. Chị nghĩ Mai đi nhiều nơi, tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì Mai phải có nhiều mối quan hệ chứ. Tại sao lại một mình, tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng? Dạ, cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá. Có lẽ là làm cho em chóng và ngợp quá nên là... Đi bảo quà phải không? Ngày nào cũng gặp gì hết thì bảo quà rồi. Dạ đúng rồi. Bạn trai, tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá. Thứ thật là với anh Quỳnh Linh là em thích những cái gì thuộc về ngày hôm qua. Em yêu những công trình kiến trúc của Pháp và đặc biệt là cái nhịp sống Sài Gòn xưa, rất là chậm và rất là lặng. Hình như thấy bạn có một cái America. Vâng, đây là một, có thể gọi là đây một người bạn của em. À, nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ? Ta biết thổi kèn. Thế thì em có sở trường gì không hay sở thích gì không, em giới thiệu đi. Dạ sở thích của em là cũng là thích hát. Hát à, em hãy hát một đoạn nào đó, một bài hát, một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình. À, dạ được ạ. Rồi vỗ tay. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đi. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sông nhà tranh, ngân thêm mấy sông vượt mấy đồi, dầu trời lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm. Anh nghe tiếng hát, giọng hát bên đây như thế nào anh Linh? Anh nhận xét không đi. Ngọt ngào, đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu. Hụt hơi là vì người ta rung. Mình đang nói về cảm xúc, mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng. Thế bây giờ cho em tò mò, em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào, để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè. Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại là một mẫu người khá truyền thống. Khá truyền thống, bên đây là quá truyền thống. Nhưng mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài, bởi vì với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái đó mà. Tôi thật sự là tôi không tin bạn. Hả? Bởi vì một người đẹp trai thế này, dễ thương thế này, cũng tài năng thế này, tại sao bạn lại không có bạn gái? Tôi không tin điều đó. À, thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng. Khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn, thế là các bạn bỏ đi một nước. Các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó, thế nào cũng đông đưa. Nhưng mà thật sự là riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng ý hay không, là hướng dẫn bọn này cũng rất là chung tình đúng không ạ? À, Mai ơi, thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không? Em nghĩ thì ngành nào cũng vậy, tùy mỗi theo mỗi người thôi, chứ không thể nào qua đủ cả nắm hết. Riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ đầu tiên là em thích người bạn của em lạnh lùng. Hả? À, thường thì làm nhiều hơn là nói. Em không thích người ta nói con trai mà nói nhiều, em không thích. Bên đây nói hơi nhiều nha, hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy. Ờ, kỳ vậy, chết rồi. Nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi, đừng có nói nhiều quá. Đúng rồi, cái đó người ta nói hái ra tiền đó em. Ở đây nói nhiều chỗ, chỗ nào có khách đều nói hết. Bạn trai,
Người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm. Bạn nghĩ như thế nào câu nói này? Người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau. Nhưng nếu hai người cứ bạn cũng hướng nhân viên du lịch, ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng nhân viên du lịch, hai người về có con xong rồi hai người đi hướng nhân viên du lịch hết, vậy thì con ai sẽ hướng dẫn? Chắc là sẽ là một trong hai người đi, còn một người ở lại. Bạn nghĩ bạn gái bạn đi hay là bạn đi? Người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà, người đàn bà thì xây tổ ấm. Do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi. Mai nè, bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây, thì bạn nghĩ sao? Em không đồng ý ở nhà. Không đồng ý? Dạ. Em đồng ý là em có thể ở nhà để là nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải được đi ra ngoài. Em vẫn khao khát được làm việc. Vẫn được làm việc. Em không thích mẫu người như thế nào? Em không thích mẫu người đàn ông. Lần đầu tiên là em nói rồi đó, là nó nhiều. Rồi tính gia trưởng phải bắt theo ý của họ. Đã bắt ở nhà là người ta không ở nhà đâu đó. Dạ. Không rồi đó, hiểu rồi đó. Sao? Còn mẫu người của em thế nào? Vừa có thể lo được việc ở chỗ làm, nhưng mà vừa có thể phụ với em. Tức là em sẽ phụ với lại người bạn của em để lo chuyện nhà. Được. Đồng ý cho em đi làm rồi đó. Bên kia đã nhượng bộ, còn bên này thì chúng ta tính sao? Trước khi tính sao thì để chị nhìn cái đã. Xuống giá một chút nha. Chứ bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Anh xin ra. Coi đi coi được không? Kệ coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Không được không? Mẫu người nó vậy nè. Xin ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Wow. Anh chào chị. Chị chào em. Trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy? Chị đắm đuối thay cho bạn ấy. Chị không ngờ, nãy giờ chị không ngờ. Chị rất là bất ngờ, chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi. Nhưng mà chị nhìn thấy em rồi, chị còn thấy em mong manh hơn nữa. Mong manh như lá cỏ. Chào em. Trời ơi, chị bất ngờ quá, chị bất ngờ quá em. Lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật. Coi gì? Em tự nhìn. Dạ, coi mặt bạn trai, giùm. Bây giờ anh sẽ xem giùm em là anh hướng dẫn viên du lịch cho em. Dạ, ok anh. Gì em giật mình, em thấy mặt anh Quyền lên mà em giật mình. Bạn kia thích hoài cổ. Ở đây không có cổ. Áo dài không cổ. Nhưng mà cũng hơi hiện đại. Cũng dễ thương. Cao 1m9. Để chơi vậy thôi. Chứ tôi thấy rất dễ thương bạn. Thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao? Em nghĩ là khó có thể hòa hợp được. Khó thể hòa hợp đúng không? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta thử gặp nhau, chúng ta sẽ biết điều đó. Xem có hòa hợp hay không. Nào. Mời em. Kéo màn lên. Xin mời. Các bạn có 2 phút, xin mời. Chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay đi tour không? Dạ có. Tụi rảnh đang hay đi làm gì? Ngủ. Dạ. Chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha. Dạ đúng rồi. Nhìn anh cũng hồi cổ thiệt. Bữa nay mà em mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn. Nếu mà cầm thêm bông sen thì quá hợp. Đúng rồi. Bông súng được không? Dạ bông súng nấu canh chua chị. Trời ơi, đốt chát với tôi quá, du lịch mà lanh quá. Quê anh Trần Vinh ạ. Quê anh miền Tây ạ. Dạ, quê em miền Trung. Quê anh tỉnh nào? Bình Thuận. Có thích Thanh Long không? Dạ có. Được á. Dạ. Sao ạ? Không. Là anh thích Thanh Long. Anh thích Thanh Long. Thì gặp nhau nói chuyện khác, nói chuyện Thanh Long. Hết giờ. Gì nhanh làm giật mình. Gì nhanh vậy? Bây giờ mình nhấn chuông, mình hẹn hò rồi, mình muốn nói gì mình nói. Bây giờ theo quy định của chương trình, các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế có một cái nút màu đỏ. Trong vòng 3 giây nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút. Còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ. 3 2 1. Bắt đầu nhấn. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn. Có gì
nghĩ rằng hai bạn cũng chờ đợi bây giờ phút bấm lâu lắm rồi, thành ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi. Bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không? Chắc là phải thay đổi một chút. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn nhấn nút với người bạn gái? Bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài, một chiếc áo dài đặc biệt là của người Việt Nam, thì người đó phải là người Việt Nam. Chắc tôi không mặc áo dài, chắc tôi không phải người Việt Nam quá à. Chiếc áo dài ấn tượng đối với bạn. Dạ. Còn tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa. Dạ, chắc là cùng ngày có thể hợp tác được. Còn em sao lại em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy hay hay. Hay hay? Hay chỗ nào? Thì anh đã đàn em hát được. À, anh đã thổi kèn em hát được. À, chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường. Chúc mừng các bạn. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày rất đẹp của các bạn. Chàng trai, mời các bạn. Wow. Mời bạn ngồi vào chiếc ghế đỏ của bạn. Rất là phong trần, rất là nghệ sĩ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Đức Anh. Em đã là sinh viên kế toán của trường Đại học Mở. Bạn để cái đàn đây ha. Chờ chút xíu để bạn nữ bên kia ra xong mình giới thiệu cho bạn nữ nghe luôn. Và bây giờ xin mời bạn nữ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Mời em ngồi vào ghế màu đỏ. Chị chào em, tự giới thiệu về mình, em tên gì? Em tên là Phan Thị Ái Loan. Em vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm cộng tác viên cho công ty du lịch Sài Gòn Tourist. Bạn giới thiệu bạn đang làm gì cho bạn bên kia nghe đi. Dạ, em là sinh viên năm 3 khoa kế toán của trường Đại học Mở. Đàn hay không? Dạ, cũng vừa tập nhưng mà cũng đàn được. Đàn được luôn? Hát được. Hát được luôn? Rồi thôi, giờ làm luôn đi. Để mình lấy cảm tình bên kia ha. Làm liền luôn hả? Làm liền luôn, cái gì cũng phải làm liền, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn bạn. Cái đàn, đàn đẹp quá. Đàn này mượn hay mua? Dạ mượn. Trời ơi mượn. Cái đàn mua không có nhưng mà bị lỗi dây rồi. Rồi xin mời bạn. Dạ đàn bài Cô Bé Mùa Đông. Cô Bé Mùa Đông. Hơi rung tí xíu. Đừng có rung, rung người ta biết mình rung. Đàn đi. Hơi rung á. Thôi bạn rung quá rồi, chào chút xíu đi. Chào chút xíu đi ha. Sở thích của bạn là gì? Chơi thể thao. Chơi thể thao? Bóng đá, bóng chuyền. Bóng đá, bóng chuyền, chơi hay không? Dạ, chơi cũng tốt. Chơi đàn cũng tốt, bóng chuyền cũng tốt. Mà bóng đá cũng tốt. Trong vai trò gì trong đội bóng đá? À, có thể đá thủ môn hoặc tiền đạo. Đá tiền đạo là thủ môn luôn? Dạ. Tự đá, tự chụp luôn. Vậy đó thì hơi quá. Theo chị thấy là bên đó có rất là nhiều tài. Bên đó có nhiều tài thì bên đây cũng không có kém. Bạn có thể nói ra một số tài của bạn. Dạ thì khi mà em còn học ở trường đại học á thì em là nằm trong đội trưởng của đội trưởng bóng chuyền của khoa, đội trưởng đội đá banh của khoa luôn. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi. Chị thấy vóc dáng, chị thấy thể cách thể hiện bên ngoài của em không giống là một đội trưởng của đội bóng chuyền như là bóng đá. Em rất là thùy mị, rất là đoan trang. Theo mà bạn bè nhận xét em á, giống như là em cũng có hai tính cách vậy đó. Có khi thì mạnh mẽ giống như nam, cũng có khi thì thùy mị như vậy. Vậy thì lúc mạnh mẽ như nam á là em chơi bóng chuyền, chơi bóng đá. Vậy lúc em thùy mị như nữ thì em chơi cái gì? Lúc thùy mị thì thường là em hay nấu ăn cho các bạn ăn. Rồi em thì cũng biết chút chút về may vá. Cái sở trường của em á, em có khả năng gì như thứ bóng đèn hay là thứ bàn ghế đó, em là người sửa. Ủa vậy rồi bây giờ mai mốt bạn lấy chồng về là chồng bạn làm gì? Chắc là đâu có còn làm rửa gì chén, rửa chén. Bao nhiêu chuyện là bạn làm hết rồi. Cho nên là phải kiếm một bạn nam thì để cho bạn nam đó bạn làm để mình khỏi làm. Bây giờ bên đây muốn tìm một người bạn nam để làm những chuyện đó để bạn nữ để khỏi làm nữa. Được không, được không? Được. Giặt đồ được không? Cũng biết luôn. Trời ơi, cho con bú được không? Cái này không thể rồi. Sao không thể được, đàn ông phải to con bú chứ. Bằng bình thì được. Bằng bình chứ, kêu bằng bú bằng gì. Bạn có biết tại sao, lý do nào mà trong cái tính tình của bạn mà tạo nên cái sự
ế như ngày hôm nay không? Hình như bạn thụ động quá, bỏ cái tay xuống đường mắc cỡ nữa. Hồi đó giờ có yêu lần nào chưa? Có. Yêu mấy lần rồi? Một hai lần gì đó. Trời, yêu mà không nhớ yêu lần nào nữa. Ta chỉ yêu thầm thôi. Yêu thầm thôi hả? Yeah. Bây giờ tôi thấy bên đây với bên kia sao đối nghịch quá. Bên kia là coi như là thay bóng đèn rồi làm gì đó, toàn là chuyện của đàn ông không. Còn bên đây thì nhẹ nhàng quyến rũ quá. Bây giờ em mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Dáng mà tao cao hơn em. Cái gì có cao không? Cao cũng hơi hơi cao. Cái tiêu chuẩn của bạn của nó là vậy, còn tiêu chuẩn của bạn chọn bạn đời như thế nào? Dạ, tiêu chuẩn của em là một bạn nữ biết nữ công gia chánh. Biết nữ công? Bạn kia làm hết luôn. Chẳng những nữ công gia chánh mà nam công gia chánh mần luôn. Rồi gì nữa? Là tướng đi phải đẹp đẹp tí xíu. Là đi chân bình thường, đừng có ra hai bên gì nè. À, tức là không có đi chân dòng kiện hai, hả? Hai hàng đó. Chỉ đi hai hàng hả? Dạ. Còn thí dụ bạn kia mặt đẹp mà chân đi hai hàng thì sao? Bạn chịu không? Chắc cũng không đâu. Không luôn hả? Đợi coi. Vậy là bạn chọn chân chứ không chọn mặt. Em nghe cái yêu cầu này em thấy hấp dẫn quá, em muốn xem mặt coi sao mà đòi mà đi bạn hẹn hò mà đi muốn coi nhìn chân thôi hả? Dòm cái nghe, khó quá, khó tính quá. Để được. Để dòm cái giò, đưa cái giò ra cho tôi dòm. Cái giò kia nữa. Trời, thiệt khổ ghê. Thôi đi về đi. Đi mệt luôn, cái đi mệt quá. Xăm soi, xăm soi bạn trai của người ta hoài. Thì trước khi anh gặp gỡ bên kia, em đàn cái hát bài lên kia lấy tình cảm với coi. Dạ. Để có cái tường về nói xấu em mình lum bển kìa. Đàn mạnh lên, hát nhanh lên. 2, 3. Tao hát luôn đi. Ai hát? Em hát. Rồi hát luôn, 2, 3. Từng cơn gió khẽ buốt. Nhìn lại. Từng cơn gió khẽ vô tình. Buồn thiệt. Mày đi cua bò chắc ba cua trước quá. Em đang hát, anh nói em hát không được. Trời ơi, cái gì mà đàn đó nè. Vô là vô xóm tụ liền. 2, 3. Mùa xuân phố sớm tình mơ. Giờ qua góc công viên thấy bao điều chờ mình. Hát cho mình bạn nghe. Rồi thôi được rồi, như đó được rồi. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mình coi giò. Nè, anh lên, cẩn thận nha. Bên đây người ta là đội trưởng đội đá bóng đó, anh đưa mặt anh qua anh đá. Chết luôn. Dễ thương. Bạn. Dạ. Đứng lên giùm xíu. Bây giờ. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn nhiều. Yên tâm đi, không có vụ gì dòng kiền kiết gì đâu. Sao chưa á, đứng vậy là nó vậy đó. Gì chưa á. Rồi, bây giờ bạn bình tĩnh nha. Bạn sẽ gặp người bạn mà bạn có nên chọn hẹn hò không. Rồi, các bạn lên. Sao vậy, sao quay lưng quá vậy? Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Sao vậy? Quay qua đi. Rồi, các bạn có 2 phút để trò chuyện, để nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Cái này bà nói bà tên gì? Dạ, tên Đức Anh. Xin lỗi, theo luôn nghe. Bạn đang học năm 3 hả? Vâng. Là bạn bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Tiếp. Tiếp ơn. Bạn nhìn thấy anh sao? Hỏi nhìn thấy em sao? Nó ngồi mà đông đưa chóng mặt ghê luôn đó. Chỗ này đâu phải chơi đu quay. Hết giờ. Em phải mạnh dạn lên chút xíu nữa nghe không? Chị đây. Và anh Nguyễn Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu em đồng ý hẹn hò với em trai kế bên thì thì em nhấn nút. Chuẩn bị. 1, 2, 3.
tại sao em lại không chọn bạn trai đứng kế bên? Bạn này đi nhỏ tuổi hơn em về, em vui cái em kêu anh, em buồn kêu em. Vậy còn em? Có vẻ như bạn này từng trả em nhiều quá. Tính em là vẻ là nhút nhát không? Tại vì người ta nhút nhát người ta sợ. Ngày hôm nay cho dù hai bạn không hề đồng ý hẹn hò với nhau, tôi nghĩ rằng hai bạn cũng sẽ trở thành những người bạn. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Xin mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Linh ơi, một tà áo dài thước tha duyên dáng. Trời ơi, xinh quá, chị ngưỡng mộ em quá. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em tên gì? Em tên là Lê Thanh Tâm. Lê Thanh nay Tâm. Em 22 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Chuyên ngành của em là chuyên ngành marketing. Rồi, xin mời bạn nam. Cái gì vậy anh? Trời ơi, làm em hồi hộp anh. Hồi viên đông quá hả? Dạ, dạ fan. Fan hâm mộ hả? Dạ. Trời ơi, giống như nghệ sĩ ta. Bên đây fan hâm mộ nhiều lắm nha. Sao? Giờ chỉ mong cái fan bên ngồi bên kia hâm mộ nữa là đủ nha. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Linh ạ. Hoàng Linh? Dạ. Bạn của Quyền Linh? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 22 ạ. 22? Dạ. Bạn đã tốt nghiệp đại học? Dạ, em vẫn đang học đại học ạ. Ủa, ở lại lớp hả? Sao vậy? Dạ, dạ em học thêm trường nữa. Học thêm dạ. Trường đại học nữa. Nhưng dạ. Mà đã tốt nghiệp được trường nào chưa? Dạ, tốt nghiệp một trường rồi ạ. À, chị ngưỡng mộ em quá. Ngoài đang đi học đại học, bà còn làm nghề gì nữa? Dạ, em hiện đang là giáo viên thanh nhạc ạ. Giáo viên thanh nhạc, dữ nha. Bạn dạy lâu chưa? Dạ, cũng được 2 năm ạ. Ủa, bạn đang học đại học, sao bạn có khả năng dạy thanh nhạc nữa? Dạ, cái trường trước kia em học là nhạc viện thành phố ạ. Wow, học nhạc viên thành phố. Dạ. Dữ rồi nha. Dạ. Vậy bạn có thể hát một vài câu cho bạn kia nghe nó mát được. Em xin gửi đến mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Võ Điện Thanh, bài hát được mang tên Ngày Đẹp Tươi ạ. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi. Ngại ngùng chi một lời nói, để dòng thời gian trôi qua đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na, na 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 na. Hay quá. Ngoài cái việc ca hát nữa, bạn còn làm gì nữa không? Dạ em MC. Hả? Dạ. Thôi qua đây ngồi đi. Giữ ta. Thôi thôi. Hả? Cứ mà lấn áp bên đây quá, để cho bạn nữ người ta giới thiệu khả năng của mình nữa nè. Em ơi, anh có tài gì không em? Mình phải biểu diễn lại chứ em. Mình chắc... thua sao? Về cái mảng mà ca hát này chắc phải đành lép vế với bạn nam. Vì còn cái gì mà mình lấn vế không? Chắc có thể là chơi trò chơi, sinh hoạt với thiếu nhi là lợi thế của em. Nhất cái thứ hai là em có khả năng quản trò, tại vì do em được đào tạo gì về vấn đề là đi hoạt động các sinh hoạt cộng đồng nhiều. Dạ, hiện tại thì em đang làm gia sư tại nhà, là dạy kèm cho các bé khóa cấp 2. Cấp 2? Dạ. Chị nghĩ là em có rất là nhiều bạn bè, vì là mình sinh viên mà. Dạ. Năng động, duyên dáng như thế này, thì tại sao mà em không có được một người bạn trai cho mình hay sao mà em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ, thì do trước đây á, thì cái niềm đam mê của em á, là hoạt động từ thiện, các hoạt động tình nguyện xã hội. Em từng là chủ nhiệm câu lạc bộ marketing. Chủ nhiệm câu lạc bộ marketing? Dạ vâng, thì hầu như thời gian của em dành cho niềm đam mê của mình, cũng như là trao dồi kiến thức ở trường đại học. Có thể là lo làm quá nên không có thời gian để tìm bạn trai, đúng không? Chắc có thể là vậy, nhưng các bạn trai cũng sợ. Nếu như em có được một người bạn trai thì em mong muốn người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Trước tiên em về tính cách, em có 3 chữ C dành cho người ấy. Là sao em? Thứ nhất là trung tình, thứ hai là chia sẻ, và thứ ba là chân thành. Bên đó có được chữ C nào không vậy? Bên đây có mấy chữ C được? Dạ quá trời luôn. Quá trời chữ C hả? Dạ. Về ngoại hình? Em nghĩ là cao em quay đầu, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khó quá. Cái đầu bên đây cao lắm. Tóc không cả à. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à.
Rồi gì nữa em? Dạ người đó phải cao to, tại vì phải to không to không? Cao to. To được được. Rồi. Dạ phải là người vui vẻ hài hước. Chị thấy hình như bạn nam bên kia là fan nhiều quá, chị em là hơi lép vế rồi. Bạn đẹp trai, dễ thương, nhiều fan như vậy, nhất bạn fan nữ ngồi cười tươi thiệt, tươi luôn, cười quá trời cười luôn. Rồi hát hay, rồi dạy hát, rồi làm MC nữa. Hỏi lý do, ế không ai tin á. Có cái tật gì không thì khai luôn đi, đừng để tôi phát hiện à. Dạ em nghĩ là chắc là ngày xưa mẹ em cũng nói là đừng nên quen bạn gái sớm. Với lại em nghĩ chắc là em khó. Em khó là khó là sao? Dạ đôi khi em không yêu, em cũng yêu cầu là cô gái mà em muốn thì cũng phải là một cô gái thông minh và biết ứng xử. Thông minh bên kia có rồi đó. Dạ. Dạ marketing mà dạ. Ứng xử có luôn. Tiêu chuẩn của bạn chỉ vậy thôi. Dạ. Để tôi xem bạn bên kia thế nào. Nhìn hết hồn liền. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, giờ tôi muốn ngồi ghế đỏ sao luôn. Hôm nay bạn sẽ không bao giờ uổng công, tôi nói thật á. Hồi nãy giờ là tôi tò mò lắm. Từ tò mò tôi chuyển qua là bực bội. Tôi mà coi mà không giống như nãy giờ vỗ tay nghe là tôi vùi dập cho rồi thấy cái cảnh. To đều. Không, cái này là mũm mỉm mướp miếp. Mà sao mắt không có to? Ồ, mắt màu đen là vậy đó. Mắt màu đen à? Mắt thì nhiều nhỏ xíu vậy. Thấy chị không? Dạ thấy. Thấy chị đẹp không? Dạ đẹp. Chị cảm ơn em. Dạ. Chị thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ. Em hát rất là hay. Dạ. Chị hy vọng là em sẽ chọn được bạn gái. Dạ. Chị đang tò mò. Miệng lưỡi quá. Em làm bạn gái chị bên đây tò mò rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị kéo màn lên. Nào mời bước màn. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Không biết bạn có thích ăn kem không? Trời, ta đã mập đủ ăn kem nữa trời. Dễ ăn lắm. Dễ ăn dễ nuôi. Bạn có câu hỏi muốn hỏi mình không? Bài Trần không nhớ em hỏi gì nữa giờ. Bạn có thích những người năng động hát hò không? Bạn có định kiến gì về những người đi hát không? Mình rất thích những cái bạn nam mà gọi là rất là hòa đồng, rất là năng nổ. Đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt tập thể mà biết cầm cây đàn là quá tuyệt vời. Ơi hoài vậy? Dấu hiệu của tình yêu. Dạ dạ. 5, 4, 3, 2, 1, hết thời gian. Nói chuyện không chịu nhìn đây mà cứ nhìn mặt tôi hoài chi trời, thiệt khổ. Ôi dồi, giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để ta quyết định đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi mời bạn đứng dậy. Mời bạn. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi và các tường và các bạn đang ngồi dưới cũng rất tiếc. Các bạn rất là dễ thương và tài năng. Cho chị hỏi bạn nam một tí, tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Dạ em muốn người bạn gái của em thì không tham gia hoạt động xã hội nhiều quá thì... Tham gia xã hội tốt, tham gia nhiều chương trình cộng đồng tốt, có gì đâu. Bạn không tự tin về bản thân à? Ích kỷ. Dạ. Có thể là bạn ấy đánh mất cơ hội, tại vì thực tế cái công việc mà hoạt động xã hội hay tình nguyện thì nó là một công việc có thể sắp xếp ổn thỏa cả trong khi mà có tình yêu hay không có tình yêu. Chị cũng nghĩ như vậy, chị rất là đồng cảm với em và chị đồng ý với quan điểm của em. Thôi thì đây là cũng là mình phải tôn trọng sự quyết định của hai bạn. Nhưng mà chị cũng mong rằng rồi đây hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống và cái con đường mà mình đã lựa chọn.